Sumovietz.vn bán những con rẻ nhất Việt Nam. Giảm giá cực sốc lên đến 5%, random cực kỳ hấp dẫn. Đảm bảo mọi tài khoản trên shop là trắng thông tin, hoàn toàn có thể đổi mật khẩu được. Kết nối cho bạn là một việc sẽ chơi chú bọ click 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 nắc theo cầu anh em nha. Đồng thời thông báo các bạn một tin buồn và một tin vui dành cho bọ click click. Trước hết thì cứ phải là ăn mạng cái đá. Đầu tiên là Van He này. Đấy, sau đó là Natalia này. Và tiếp theo là anh chàng Thế này. Chạy làm sao được bạn ơi. Được im cho mình đánh nào. Nghe lời từ kia được im. Nhưng mà cái âm mưu nha. Âm mưu tinh vi nha. Đẩy mình vào trụ nè. Rất là trâu thì thêm, nhưng mà thêm không về chắc chắn chết phần này này. Đánh luôn. Click Zik ơi. Cái bộ đôi Click Zik với Click Nắc này kết hợp với nhau thì... này quá bất đạo anh em ơi. Vụ ra này. Nhưng mình không chơi đâu. Mình sẽ thông báo tin vui trước nha. Chính là tăng sức mạnh của chiều cuối. Không tăng về chỉ số sát thương, nhưng mà tăng về cái khả năng dùng chiêu nó đơn giản hơn. Sau khi dùng chiêu cuối đợt đầu tiên anh em ơi, thì tái kích hoạt có thể đáp đất ngay lập tức. Cái này khiến chiêu nhanh hơn. Và xóa bỏ cái cơ chế chiêu cuối không thể đổi hướng trong 0,5 giây đầu tiên mới kích hoạt. Cái này thì cũng khiến là điều khiển dễ hơn. Và cái thứ ba của chiêu cuối đó là khi sử dụng chiêu cuối thì sẽ có cái thanh thời gian là khi nào hết cái hiệu lực chiêu cuối anh em ơi. Cái này rất là tuyệt vời đối với anh em chơi cái nắc, nghĩa là các bạn chơi cái nắc dễ hơn. Mặc dù là khi chúng ta chơi cái nắc thì khi kích hoạt chiêu cuối thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy thời gian, nhưng mà cái thêm cái thanh thì chúng ta nhìn dễ hơn thôi. Và cái thông tin thay đổi nữa chính là chiêu 1 sẽ bị giảm sức mạnh. Cái này thì mình nghĩ là giảm hơi bị nhiều nha anh em ơi. Đầu tiên là sát thương chiêu 1 giảm từ 10 đến 60 điểm. Và đồng thời cái dấu ấn kích nổ sẽ giảm mất 1% máu. Nghĩa là khiến cái nét khả năng sốc đam kém đi anh em ơi. Nhưng mà kém đi thì mình thấy là cái nét vẫn là còn bọ vô cùng nguy hiểm. Và bằng chứng là mình đã sơi 3 mạng rồi. Và có thể sơi nhiều hơn nữa anh em ơi. Với khả năng sốc đam cực kỳ ghê. Hiện tại đấu giải rồi neo đanh cao, cao thủ trở lên đều sử dụng cái deck rất là nhiều nha. Các bạn hãy xem đây. Ơi, tốc biến nhanh quá, thật là mình vô không khí kìa. Kích hoạt chiêu cuối. Kích hoạt chiêu 1. Vào đầu tướng địch muốn vô, sau đó vô chiêu cuối và tướng địch có dấu ấn. Thế này. Uầy. Trâu ấy nhở. Trâu này. Thực sự thế này, khi có đội tại hồi máu cực ghê và dường như là rất trâu. Trâu nhưng bị mổ chết thôi. Phong cách build đồ của cái nắc luôn là phong cách đồ full dam. Và phù hiệu hiện tại thì rất hot là cái phù hiệu chuyển sinh. Cái phong cách này và phù hiệu mình đã trình bày với anh em rồi. Thì hôm nay thông báo một tin buồn thôi. Ý là giảm sức mạnh. Giảm sức mạnh khả năng sốc đam. Nhưng mình nghĩ là cái đích tắc vẫn là vị tướng sau khi thay đổi vẫn là rất là mạnh nha. À để mình sẽ nè. Ây da, cái gì vậy? Tôi. Ok, mình đã được dùng chuyển sinh rất là sớm rồi. Và đây là lý do chuyển sinh trở nên bá đạo anh em ơi. Nghĩa là mình chết rồi nhưng mình có thể quay lại chiến đấu này. Van Hên nha, Murat nha. Cái tội giết mình nha, đầu tiên là Murat này. Có liềm thì vẫn chết thôi bạn ơi. Phóng chiêu một bắt đầu. Ảo diệu đi đâu. Sau đó là Van Hên. Lúc đầu mình cứ tưởng là có mỗi Murat. Lúc đầu mình rõ ràng nhìn thấy Murat nước nhảy chiêu cuối vô thì lại thấy anh chàng Van Hên. Giờ thích cả mình. Nhưng mà chạy không kịp. Tiếp theo chính là Natalia. Bốc hơi trong một đốt nhạc anh em ơi. Đây là sức mạnh của chuyển sinh. Sức mạnh cực kỳ kinh khủng của chuyển sinh khi mà chúng ta sử dụng đúng lúc đúng thời điểm.
Nhiều khi tướng địch là cứ nghĩ là giết được mình rồi, rất là chủ quan, di chuyển ra vị trí khác, lỗ sai và mình hồi sinh ra, mình tiêu diệt cả hai, cả ba luôn anh em ơi. Trả thù quá ngọt ngào. Bù đã này, sau đó đánh chẳng ván hình nha, 3D anh em ơi, gì chưa một đậu, nhảy chục cuối. Đánh thường tiếp tục chưa hai, đánh thường chưa một, chết luôn. Đấy, có nửa cây máu sốc hết thanh niên đẩy cây máu anh em ơi. Sốc đàn quá ghê. Đây là lý do mà hội đồng Gaiden Combine khiến cái con bọ đối với những người chơi khác bớt giật mình hơn, bởi cái khả năng sốc đam quá ghê. Cái bọ này mà xanh ý anh em ơi, như trận đầu là mình xanh rồi này, thì cực kỳ là khiến tích địch phải khiếp sợ. Đây này, Natalia với thê chắc chắn là chết này, vô phát chết Natalia. Muốn sốc đam nhanh thì các bạn phải combo như vậy nha. Đầu tiên bật chiêu cuối lên, chạy vô gần tướng địch này, sai chưa một trúng cái mục tiêu mình muốn nhảy vô này, sau đó thì nhảy chiêu cuối vào cái đầu tướng địch có cái dấu ấn này đấy, sau đó đánh thường rồi chiêu 2 đánh thường là chết lên bản số ngay. Đánh luôn các bạn ơi, đánh luôn, chơi khô máu luôn. Nhưng mà thôi nha. Ôi, hack map. Ai hack map thì trời. Rõ ràng mình nhìn thấy bạn di chuyển theo hướng đó mà, đúng không các bạn ơi? Hồi mình có đăng status về cái tình trạng hack map và mọi người bảo là mô việc hack map luôn. Làm clip hack map, bó tay chấm cơm, chấm tất cả mọi thứ, cái gì cũng chấm anh em ơi. Rõ ràng là khi mình chơi game Combine thì mình quay trực tiếp trận đấu này, bằng chứng 100% thế này rồi, đâu có nhìn thấy tướng địch đâu. Cái build đồ phù hiệu thì mình trình bày rất là nhiều rồi, còn bảng ngọc cho cái Inax thì rất nhiều anh em cũng còn phân vân chúng ta sử dụng bảng ngọc như thế nào. Cái này thì có những sự tùy biến nhỏ để các bạn chơi phù hợp với phong cách của mình nhé. Cái ngọc đỏ là không thể thay đổi rồi, công lý xuyên giáp. Van Hê này, chạy đi đâu ấy tốc biến. Ôi, cái gì vậy, sao tất cả mọi người đánh mình vậy? Tôi sao 17 giây nữa mới hồi sinh, có chuyển sinh, thế thì không dùng nha anh em ơi. Có chuyển sinh là mình dùng, mà kiểu gì mình ra cũng vét được khá mạng này. Ngọc đỏ công lý xuyên giáp bằng ngọc tím sẽ sử dụng bảng ngọc công lý tốc chạy bằng lục công lý xuyên giáp anh em ơi. Đấy là ngọc gọi là ngọc chuẩn không thay đổi gì nha. Có cái những tùy biến, đó là anh em thích cái khả năng sốc đam thêm chí mạng thì các bạn ép tầm 2 đến 5 viên thì để chí mạng ngọc đỏ, nhiều khi nổ đam cực kỳ to. Thứ hai là ngọc tím, anh em có thể sử dụng 3 ngọc hút máu 1.6%, lấy 7% tốc chạy thôi đấy, để hồi phục tốt hơn. Còn cái ngọc lục thì không thay đổi rồi. Ôi, cái gì vậy Hên ơi? Đang tính ăn tạt thần thì không ngờ này. Hên choáng ngay vào mông. Không đánh được đâu, không đánh được đâu, mình bỏ nha, mình bỏ luôn. Mình không vào đâu. Căng rồi. Đuôi nhanh em ơi. Uầy, thêm đẩy kinh quá. Cái này căng rồi nha. Bây giờ mình phải tìm được cái góc vô này. Từ từ các bạn ơi, cứ bình tĩnh nào, bây giờ mình sẽ đến sau này. Người đến sau luôn là nhân vật chính mà. Đầu tiên là Van Hên. Ok, sau đó là anh chàng Thên. Và tiếp theo là Asmini. Và sau đó là Natalia. Cần hết, nắc cần hết anh em ơi. Ây da, không được. Còn cái thanh niên này thì chưa cần được anh em ơi. Phải né cái anh chàng ra. Anh chàng quá nguy hiểm luôn. Rồi thanh niên hết đội tài này. Bây giờ vô sang là không tích đội tài kịp nào.
bay hơi bay màu luôn. Cái đấy mà mình giết được Murad sớm hơn thì có khi là mega kill các bạn ơi. Cần hết, bây giờ ăn tà thần nha. Chắc là không ai phá mình rồi. Ở bình tĩnh nào, bọn chưa sẵn sàng mà. Thả rồng đây, bắt đầu xuống này. Cái đầu tiên cứ là anh giảng hên cái đã. Ok, giết được Natalia. Ôi thôi, xong rồi, chóng nhiều quá. Ôi trời ơi, tôi đâm đầu vào tường. Mù mắt quá đi. Mất cái giáp hộ mệnh rồi. Từ từ nha, Murad ở sẵn xong, mình sẽ xin mạng Murad này. Ok, sau đó thì thên. Ui, tận tận bên, tận cận hên. Hay quá, Gina ơi. Nên luôn, nên luôn, nên luôn. Nên luôn, nên luôn. Ủ đi đâu bạn ơi. Lấy trụ nào, lấy trụ nào. Lấy trụ nào. Cố gắng lấy được một đường nha. Sau đó mình sẽ lên đường tà thần lấy thêm một trụ thứ hai nữa. Chỗ này thì mình không có xạ thủ anh em ơi. Đẩy đường rất là khó, phải tiêu diệt tướng địch thì mới đẩy đường được. Thành ra là đồng đội cứ thích đánh nhau, mình đến kết mạng, sau đó mình đẩy đường. Đó là chiến thuật. Chứ mà không có được, không ai đẩy trụ được cũng rất là ban đi căng. Đổi cái niềm đặt mạnh nha. Nói chung là các bạn cứ build full đồ công vật lý cho mình. Đánh nó mới sướng, sốc mới ghê. Nata. Murad luôn. Murad. Sau đó thì Nata đi ngại. Đứng lại Xiên. Rồi sau đó đấy. Amini. Bạn Châu với ai? Quét sạch rồi. Thắng rồi anh em ơi. Ví rồi. Sốc đam quá ghê phải không các bạn ơi? Đây chính là lý do mà kỹ năng sẽ bị giảm sức mạnh về khả năng sốc đam. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.